Xin chào anh em, mình là Review và chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của Laptop AZ. Và bao nhiêu năm trước đây thì anh em khi mà lựa chọn một chiếc laptop gaming để chơi game và làm việc thì thường chúng ta sẽ sử dụng những chiếc laptop gaming sử dụng CPU Intel để làm việc và học tập chơi game. Nhưng với 2 năm quay lại đây, khoảng sự trở lại của CPU AMD rất là phổ biến và với mức giá thành rất là rẻ, nó khiến cho chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau từ CPU AMD, CPU Intel, cả đồ họa Nvidia, cả đồ họa của AMD. Và giữa một biển laptop và cấu hình khác nhau như vậy thì không biết làm sao để chọn một chiếc laptop gaming vừa phù hợp để chơi game và làm việc, để cân bằng giữa hai cái yếu tố đó. Và trong video này mình sẽ chia sẻ những tiêu chí mà mình thường lựa chọn một chiếc laptop gaming trong năm 2020 này nhá. Và anh em đừng quên có thể tham khảo những mẫu laptop gaming tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và tiêu chí đầu tiên mà mình thường lựa chọn một chiếc laptop để làm việc và học tập thì mình nghĩ đây là yếu tố rất là quan trọng, đó chính là cấu hình. Với những anh game thủ thì card đồ họa càng mạnh càng tốt sẽ là ưu tiên hàng đầu. Với những card đồ họa hiện tại thì chúng ta có hai sự lựa chọn card đồ họa rất là phổ biến là GTX 1650 và GTX 1660 Ti, vừa tiết kiệm được chi phí và vừa giúp cho chúng ta có hiệu năng chơi game cực kỳ tốt. Thứ hai có lẽ là về CPU. Tại thời điểm hiện tại với anh em game thủ thì mình nghĩ CPU Ryzen đang là sự lựa chọn tốt nhất. Lý do vì sao? Vì CPU Ryzen có rất nhiều nhân và luồng, và thứ hai là tỏa nhiệt ít, thế nên là tản nhiệt của máy được hoạt động rất là mát mẻ và hiệu quả trong thời gian sử dụng dài. Cái điểm thứ ba có lẽ là về RAM. Về RAM thì mình nghĩ là dung lượng 16GB hay là 8GB sẽ tùy vào kinh tế của anh em. Nhưng với ưu tiên của mình thì sẽ chọn là hai thanh RAM 8GB để chạy đua channel, giúp cho hiệu năng của card đồ họa được phát huy hiệu quả nhất. Nhưng với anh em game thủ thôi là chưa đủ, với những anh em làm việc và làm đồ họa nói chung thì CPU trên những chiếc laptop sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt là xung nhịp cao, nhiều nhân nhiều luồng càng tốt. Và Intel hoàn toàn đã giúp cho chúng ta có được sự lựa chọn này. Và AMD sẽ là sự lựa chọn kinh tế cho anh em nào thích nhiều nhân nhiều luồng. Nhưng với những anh em làm đồ họa thì Intel mình nghĩ vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất để giúp cho anh em có được tính ổn định cao, cùng với đó là thỏa mãn về xung nhịp cao khi anh em làm dựng hình với những phần mềm từ 3D cho đến cả 2D nữa. Ngoài ra thì GPU, thì mình nghĩ GPU là một yếu tố cũng không kém phần quan trọng, đặc biệt với anh em làm 3D. Với những em làm 2D thì card đồ họa mạnh cũng tốt, không sao cả. Nhưng với anh em làm 3D thì card đồ họa là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Với những em làm 3D dựng hình ảnh thôi thì card đồ họa GTX đang là một sự lựa chọn kinh tế. Nhưng với những em làm đồ họa kỹ thuật, làm về xây dựng, làm về kiến trúc hay là làm về dựng máy, anh em build ô tô này, anh em build xe đạp này, anh em dựng hình xe đạp, ô tô, siêu nhân trên những cái phần mềm đó thì sự lựa chọn card đồ họa Quadro đang là một sự lựa chọn rất hợp lý và tối ưu được cái sự ổn định và những cái tính năng đi kèm. Tiêu chí thứ hai mà mình lựa chọn một chiếc laptop đó chính là tản nhiệt. Nếu cấu hình của anh em mạnh, cực kỳ siêu mạnh luôn, nhưng mà tản nhiệt của máy thì lại không đủ tốt để gánh với các card đồ họa hay là một CPU nó quá mạnh, thì nó sẽ khiến cho anh em là không thể tận dụng được hết những cái hiệu năng mà CPU và card đồ họa nó mang lại. Thì đó là một yếu tố rất là quan trọng, là yếu tố tản nhiệt. Và theo mình, một chiếc máy có tản nhiệt tốt là sẽ giúp cho máy đạt được hiệu suất cao nhất trong quá trình dài sử dụng. Ví dụ là CPU chúng ta giữ được càng xung càng cao thì càng tốt này, card đồ họa thì chúng ta cứ giữ xung nhịp càng cao càng tốt này, để giúp cho các bạn làm việc thì các bạn không bị giật lag, hay các bạn chơi game thôi nó cũng không bị drop FPS quá là sâu. Và đó là hai yếu tố rất là quan trọng. Thì vấn đề nhiệt độ thì mình nghĩ nó không phải còn vấn đề con số, mà nó vấn đề là việc là hiệu năng của máy có ổn định hay không. Còn nếu máy 90 độ nhưng mà làm việc mượt mà thì mình vẫn sẽ ưu tiên là một chiếc máy có 90 độ hiệu năng mượt mà hơn là một chiếc máy có 70 độ nhưng mà lúc nào nó cũng giật lag. Đó là yếu tố cực kỳ là quan trọng đấy, tản nhiệt. Và một yếu tố rất là nhỏ nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng nữa, nó chính là tiếng quạt gió. Đấy, có rất nhiều những chiếc laptop gaming hay những chiếc laptop máy chạm hiện nay có quạt gió khá là ồn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình làm việc của các bạn. Và đây là một yếu tố mà mình nghĩ rất nhiều anh em quan tâm. Nhưng có rất nhiều những chiếc laptop khác nhau thì bây giờ quạt rất là êm rồi. Ví dụ như là chiếc Lenovo Legion 5 mình đang có ở đây, quạt tản nhiệt của máy rất êm luôn. Những dòng sản phẩm khác nữa mà mình nghĩ tiếng quạt của máy cũng khá là êm là ROG Strix G512, hay là chiếc mình nghĩ bây giờ hai chiếc máy đấy là hai chiếc máy có tiếng quạt êm nhất rồi. Còn bây giờ tiếng quạt ồn nhé, mình sẽ ví dụ cho anh em là chiếc MSI GL65 này, tiếng quạt cực kỳ ồn. HP Omen tiếng quạt cực kỳ ồn. Evo Gaming 15 tiếng quạt cũng cực kỳ ồn luôn. Đấy, anh em hãy lưu ý về tiếng quạt trong quá trình là chúng ta trải nghiệm sử dụng nhá. Tiêu chí thứ ba mình nghĩ là tiêu chí rất quan trọng tại thời điểm hiện tại, tại vì đây là tiêu chí ảnh hưởng đến cả công việc này, làm việc hay là chơi game chúng ta, ảnh hưởng đến trực tiếp đôi mắt luôn, đó chính là màn hình. Với những anh em game thủ nhá,
thì màn hình tần số quét cao đang là xu thế, và smartphone nó cũng như vậy đấy. Màn hình tần số quét cao bây giờ giúp chúng ta này trải nghiệm chơi game mượt mà hơn này, sướng hơn này, nhanh hơn này, thậm chí là lướt Facebook thôi, lướt YouTube thôi nó cũng đã mượt hơn rồi. Và với những anh em game thủ thì mình nghĩ phổ màu nó không phải là quá quan trọng, nó khoảng trên 60% sRGB là đủ rồi. Độ sáng cao cao hơn một chút để chúng ta có thể trải nghiệm chơi game nó mượt mà, nhìn nó chính xác và nhìn nó hợp lý nhất. Nhưng với những anh em làm đồ họa thì khác. Màn hình tần số quét cao đây không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan trọng với những anh em làm đồ họa thường là phổ màu hơn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chính xác của màu sắc sản phẩm các bạn cho ra. Thế nên là phổ màu của máy thì mình nghĩ là trong tiêu chí hiện tại khoảng trên 90% sRGB đang là phổ màu rất là phổ biến nay, thì sẽ là một sự lựa chọn hợp lý để giúp cho chúng ta có được những sản phẩm tốt nhất có thể nhá. Và đặc biệt là tương phản cũng phải tốt nữa, vì nếu mà anh em sử dụng những cái phần mềm đồ họa mà chuyển từ vùng sáng lên vùng tối, nếu mà tương phản nó kém ấy, nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều. Độ sáng màn hình cũng rất là quan trọng luôn. Nếu mà độ sáng thấp thì chúng ta sẽ nhìn những cái vật thể này, những cái hình ở trên màn hình nó rất là xấu mà nhìn nó không đẹp. Và đó là hai những tiêu chí mà mình nghĩ là lựa chọn để màn hình sao cho phù hợp với anh em game thủ và anh em làm đồ họa. Ngoài ra, chọn một chiếc laptop thôi bây giờ nó còn có nhiều cái lắm, như là những tiêu chí phụ mà mình sẽ kể sau đây này. Đầu tiên là với rất nhiều anh em thì thích một thiết kế màu mè, nhưng với nhiều anh em lại thích một thiết kế đơn giản. Mình nghĩ là tại thời điểm hiện tại thì laptop gaming màu mè hầm hố hay những chiếc laptop gaming đơn giản đều rất nhiều trên thị trường, nên mình nghĩ là để cho từng anh em lựa chọn thôi, tại vì đấy là con mắt của từng người mà. Ngoài ra thì với những anh em nào mà thích một chiếc máy nó to nạng, nhìn nó hầm hố một chút, thì những chiếc laptop gaming tại thời điểm hiện tại thì cũng đầy đủ luôn. Laptop gaming mỏ nhẹ cũng có, mà laptop gaming mà nó to nạng cũng chả thiếu luôn. Quá là hay đúng không? Ngoài ra thì chất lượng hoàn thiện trên chiếc máy cũng là một điểm rất là quan trọng đấy chứ, tại vì nó ảnh hưởng đến cả độ bền và độ xuống cấp của máy trong một thời gian dài chúng ta sử dụng và chơi game. Thì với những chiếc máy có chất lượng hoàn thiện tốt thì sẽ giúp cho chúng ta có trải nghiệm sử dụng này tốt này, nó bền bỉ này, và cảm giác nó rất là cao cấp khi mà chúng ta sờ lên một chiếc máy, một điểm cộng cho những cái chất lượng hoàn thiện của máy cao cấp. Ngoài ra thì có một vài điểm mà hơi nhỏ nhỏ một chút chúng ta cũng hay để ý. Đầu tiên là cổng kết nối. Cổng kết nối của máy mà thiếu thì chúng ta chơi game thôi, cắm chuột này, cắm bàn phím này. Nếu mà thiếu một cổng USB-A nữa là không cắm được tai nghe. Đấy, hơi dở đúng không? Hay anh em làm đồ họa chẳng hạn, không khai thẻ SD thì nó hơi bất tiện. Hay là cổng mạng RJ45 nó không có thì nó cũng hơi bất tiện, để giúp cho chúng ta có được trải nghiệm mạng nó tốt nhất. Đấy chẳng hạn. Cổng kết nối cũng là một yếu tố mà mình nghĩ anh em cũng nên quan tâm nhá. Cuối cùng là những cái yếu tố nhỏ nhỏ lại là khả năng nâng cấp. Nếu anh em có những cái nhu cầu khả năng nâng cấp nhiều, nhiều RAM này, nhiều SSD này, nhiều HDD này, thì những chiếc laptop mà có khả năng nâng cấp nó hơi ít một chút ấy, nó cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Lý do vì sao? Thì tại vì nó không nâng cấp được cái gì sao. Ok, và tổng kết lại, đó là những cái tiêu chí từ chính đến phụ, những cái tiêu chí từ to đến nhỏ mà mình lựa chọn cho anh em, đặc biệt là anh em game thủ và anh em làm đồ họa, làm việc nói chung. Thế với những anh em game thủ thì màn hình tần số quét cao này, ưu tiên về cả đồ họa mạnh này, và tản nhiệt của máy là ba yếu tố mà mình nghĩ rất quan trọng tại thời điểm hiện tại của năm 2020. Nhưng với những em làm đồ họa thì CPU càng mạnh càng tốt là một sự lựa chọn hợp lý. Cùng với đó là màn hình phổ màu của máy thì phải đẹp này, giúp chúng ta có được cái sản phẩm có màu sắc chính xác nhất. Cùng với đó là tản nhiệt của máy nữa rồi, đương nhiên rồi, để tận dụng được cấu hình mạnh mẽ và cảm giác sử dụng là thoải mái nhất. Còn anh em thì sao? Với những tiêu chí lựa chọn laptop của anh em thì anh em sẽ thấy như nào? Thì hãy để dưới phần bình luận, ở dưới phần mô tả nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cùng mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo.